Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn một địa điểm du lịch rất hay, đó là du lịch trên sông Sài Gòn. Hình ảnh các bạn đang xem, đây là mình đang quay trên sông Sài Gòn. Đi trên này thì các bạn sẽ được thưởng thức những món ăn rất đồng quê. Đây là gỏi, có bông điên điển, bánh phồng tôm. Các món này rất dân dã và rất ngon. Đây các bạn, mình uống bia. Đâu còn đây các bạn, bia Trường Sa, khẳng định chủ quyền Việt Nam luôn nha, bia Trường Sa. Đây, một loại bia cũng rất ngon, đậm vị. Hôm nào có dịp mời các bạn dùng thử ha. Và còn đây nữa các bạn, sau khi sử dụng món khai vị, chúng ta sẽ đến món đặc trưng của miền Nam, đó là bánh xèo. Gồm các loại rau rất phong phú, chúng ta sẽ dùng cuốn bánh tráng, đây lá cách. Lá cách thì một số bạn ăn được, một số bạn không nha. Rau nhái, và có rất nhiều loại rau rừng, và cùng dùng để cuốn bánh tráng. Sau khi các bạn ăn xong, thì chúng ta sẽ trải nghiệm ngắm thành phố Hồ Chí Minh từ giữa sông. Nhìn lên đây các bạn nhìn xa xa thấy tòa nhà Landmark 81 tầng hay không? Cảm ơn tất cả các bạn. Mình quay lồng tiếng thì có vẻ không hay, nhưng mà nội dung của nó thì rất hấp dẫn. Hôm nào mời các bạn trải nghiệm nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn. Bye bye.